Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sống sót trong vụ nổ khí mê kinh hoàng ở công ty Thang Thống Nhất, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, các nạn nhân bị thương nghẹn ngào xót xa cho 4 người đồng nghiệp đã tử vong. 7 công nhân thoát nạn trong vụ nổ khí mê tại công ty Thang Thống Nhất được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tận tình chăm sóc các chấn thương. May mắn thoát nạn, 7 công nhân trong vụ nổ vẫn chưa hết bàn hoàng, ám ảnh về thời khắc đối mặt với tử thần dưới hầm thang sâu thẳm. Anh Đàm Văn Đội, sinh năm 1993, trú quán tại tỉnh Cao Bằng nhớ lại. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh cùng nhóm công nhân vào làm ca ba trong hầm lò. Khi các công nhân đang miệt mài làm việc thì sự cố xảy ra. Vào ca được một lúc sau thì tôi được phân công đi ra ngoài để lấy thêm vật tư, đi được khoảng 200 m Tôi cảm nhận luồng gió nóng, thổi mạnh sau lưng. Sau đó là tiếng nổ hất văng tôi vào gầm băng truyền tải thang, ngất liệm, anh đội kể. Khi tỉnh lại, anh đội đã nén đau cố hết sức gượng bò, tìm đường thoát ra ngoài. Thế nhưng sau vụ nổ lớn, vật liệu ngổn ngang, bụi đen che hết tầm nhìn, mũ bảo hộ và đèn binh của anh đội đã bị văng đi nơi khác lúc anh ngã xuống gầm băng tải. Bình thường, tôi vào làm việc thấy trong lò nóng. Hôm nay vào thì thấy không khí bên trong lạnh bất thường. Tôi còn tưởng mình bị sốt. Đến khi xảy ra sự việc mới biết lạnh do khí mê tan. Tôi bị bụi thang va đập vào lưng và chấn thương phổi. Kết quả kiểm tra tôi bị đa chấn thương ở lưng, chấn thương ở phổi. Anh đội nói. Anh Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, quê Hải Dương cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy nổ, anh đang cùng 6 công nhân khác xuống hầm lò để xúc thang. Khi đi, cả tốt thợ và hầm lò được khoảng hơn 100 mét thì bỗng nghe tiếng nổ lớn, gió nóng từ bên trong thổi mạnh, hất ngã tất cả. Sau khi trấn tĩnh, chúng tôi gọi hỏi nhau có ai làm sao không. Sau đó chúng tôi cùng nhau định hình lối ra mất một thời gian rồi cùng nhau tìm ra ngoài. Khi phát hiện chính xác được lối ra, chúng tôi không ai bảo ai, cứ thế chạy thục mạng ra ngoài. Anh Thành nhớ lại. Cũng là người may mắn thoát chết trong gan tất, dù bị thương khắp người, anh Nguyễn Quốc Khánh, 38 tuổi, quê Thái Nguyên, cho biết. Sau khi chuyển vật tư vào khu vực đào hầm lò, khoảng 10 phút sau, anh cùng nhóm công nhân di chuyển ra ngoài, và khi di chuyển được khoảng 100 mét thì tất cả nghe thấy tiếng nổ do áp lực khí khiến anh khánh bị hất văng hàng chục mét trong hầm lò may mắn không bị thương quá nặng nhưng mũ bảo hộ đèn pin và đôi ổn dưới chân đã rơi khỏi người anh khánh khiến việc tìm đường ra gặp rất nhiều khó khăn lúc đầu rất khó tìm đường ra vì trong hầm lò khi đó bụi thang đen kịt tôi phải bò từ từ ra đến điểm an toàn mới dám đứng dậy để đi ra ngoài anh khánh cho biết theo anh khánh nghề công nhân hầm lò vốn được ví như người trần làm việc âm phủ khi vào lò làm việc dưới lòng đất sâu, nguy hiểm cận kề. Vì cuộc sống mưu sinh, anh em chúng tôi từ mọi miền tụ hội về làm công nhân ở đây, ngày ngày chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, hỗ trợ nhau trong sản xuất cuộc sống. Bảy chúng tôi may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng thương thay là bốn người khác đã không qua khỏi, anh Khánh nghẹn lời. Buồn trầu khi nhắc đến bốn đồng nghiệp đã không thể chạy thoát, anh Thanh tâm sự các chú ấy tuổi đời còn trẻ, con còn nhỏ, vậy mà nay đã không trở về nhà như những ca sản xuất khác. Mong cơ quan quan tâm, chăm lo cho thân nhân các chú ấy để họ vượt qua trong cuộc sống. Ngày 3 tháng 4, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả của vụ cháy khí mê tan tại công ty Thang Thống Nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Theo công điện, vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, tại công ty Thăng Thống Nhất TKV, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 4 công nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy khí mê tan. Ngay khi nhận được thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và các bộ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, y tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn Thăng khoáng sản Việt Nam trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ đồng viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công thương phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam ra soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh, khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương rà soát các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn, chủ động có giải pháp khắc phục theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước và tăng cường kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình xử lý kịp thời. Chủ tịch Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Chủ động rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn, kịp thời khắc phục các hạn chế để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh và khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, tại công ty Than thống nhất tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam KTP ở thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh, xảy ra sự cố tại gương lò XV5140 số 2, phân xưởng đào lò 2 khiến 4 công nhân tử vong và 7 người khác bị thương. Lò đào nơi xảy ra sự cố có diện tích 23 m2, chống thép SVP27, bước chống 0,5 m trên một vị. Lò đã được đào 240m trên thiết kế 380m, bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tàng. Bốn công nhân xấu số là các anh Trần Văn Bảo sinh năm 1989, trú tại Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh, Nguyễn Thành Luân sinh năm 1987, trú tại Đoan Hồn, Phú Thọ, Tạ Văn Nhâm sinh năm 1990, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên, Lê Văn Huyên sinh năm 1991, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn có 7 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo phân công lãnh đạo tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng giám đốc các lãnh đạo TKV, công ty thang thống nhất, có mặt kịp thời chỉ đạo đội cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Các cấp chính quyền công ty than thống nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự chú đáo. Sáng cùng ngày, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương và gia đình các nạn nhân. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng một người trong tỉnh tử vong, 18 triệu đồng một người ngoài tỉnh tử vong, hỗ trợ 5 triệu đồng một người bị thương. Nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ. Trước đó, tại Quảng Ninh cũng xảy ra vụ sập hầm lò khiến 4 công nhân tử vong. Sự việc xảy ra vào tối ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại phân xưởng khai thác 3 công ty cổ phần Thang Vàng Danh. Thời điểm xảy ra vụ việc, địa bàn xuất hiện nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30 đến 70 mm dẫn đến khu vực này bị ngấm nước. Quá trình nhóm công nhân làm việc bị bùng và thang trôi tự thượng vận, chuyển số 3 xuống gây tai nạn dẫn đến tử vong.